sờ spa. Tại vì cái này cái da mặt của mình nó trẻ trung hơn đó. Thành ra mỗi mình thấy là mỗi lần mình lên thì là chị em mình có một cái gì nó khác nhau một chút, trẻ hơn chút, đẹp hơn chút. Thì bây giờ mình bắt đầu với cái dưỡng mặt. Cả nhà nếu mà ai có cái bộ mà facial spa thì mình cũng có thể cùng nhau làm đẹp với nhau nha. Thì bây giờ mình rửa mặt, mình thích cái rửa mặt này, tay rửa mặt này rất là sạch nè. Hôm nay đặc biệt là mình có cái make up cho nên cái này nó lấy ra trên được mấy cái mascara nè. Rồi cái son, cái phấn. Mặt kín thế mà còn bị bệnh bị bụi. Mình mê cái này lắm, tại vì mình biết hôm nay là cuối tuần nè, mình muốn làm đẹp cho cuối tuần thì mình làm cái máy facial spa để mà khi mà mình đánh cái foundation cúc nó rất là đẹp. Thế rồi thấy vừa dễ sợ chưa? Trời ơi, 2 phút xong rồi. Đây là những cái cách tốt của mình nè, cộng thêm cái bụi của mình luôn nè. Cái này cả nhà mình cùng xài luôn, là bởi vì con gái mình xài nè, con trai mình xài nha, ông xã mình xài luôn. Nó dễ xài lắm, nó đơn giản lắm, ai xài cũng được. Ai xài rồi cũng ghiền hết trơn à. Ai xài cũng là ghiền. Thật ra thì mình thấy mọi người đều mình giới thiệu cái máy này ai cũng thích hết. Mình chưa có bị ai chê cái máy này. Vui lắm rồi. Thật điện. Còn làm đẹp để cho chụp được weekend phải không? Yes, làm đẹp cho weekend. Khi nào cũng làm đẹp cho ngày mai. Lấy xong rồi ha. Cần như weekend mới làm đẹp, ngày nào cũng làm. Ây, cả nhà chuẩn bị cái máy facial spa chưa? Ready. Đây là máy nâng cơ đây. Có nhiều người hỏi máy nâng cơ là cái gì. Đây là máy nâng cơ. Đây là cái máy nâng cơ. Thì cái da mặt của mình mà mình ở cái tuổi mà cái độ mà cái collagen của mình bị giảm đó. Mình có cái chiều hướng bị sệ, bị dùng thì đây là cái máy
đánh cái máy này mấy tuần lễ mình buồn dễ sợ luôn. Tự nhiên mình thấy cái mặt của mình á, nó nhớ làm sao, tại chắc có lẽ là nó phải cần phải được chăm sóc hay sao mình nhớ dễ sợ. Mấy cái tuần mà lúc mà mình nhớ mình hello đó, bác sĩ Hệ Trình đi vô làm đẹp thôi. Bác sĩ Hệ Trình thấy có Lumi Spa rồi, facial rồi. Bây giờ mình sẽ bấm. Cái này có cái máy này từ chăm sóc da mặt mình mua tại nhà rất là tiền quý anh chị em. Tại ở Việt Nam á có mấy người họ làm cái này, họ đi làm giàu cũng có tiền lắm á. Việt Nam mình thì bí mật chút xíu nha. Các nghệ sĩ nha, các ca sĩ Việt Nam nha, sử dụng cái Cannabis Spa này nè cho họ đó, có tên có tuổi luôn mà không nói, không tiện nói ở đây. Thành ra họ giúp cho cái da mặt của họ đẹp bằng cách là họ sử dụng cái máy này đây. Mình nói là cái giới có tiền ở Việt Nam. Bữa nay cái này nó hơi trục trặc một xí rồi. Hôm trước là trên cái trên nhóm của chị Thủy hả? À, có cái chị nào nói làm cái này rất là nhiều người họ làm được, người họ thích rồi giới thiệu người khác, giới thiệu người khác, biết có nhiều khách hàng làm cái này luôn á. Mà không cần phải mở tiệm luôn, làm tại nhà không à? Cái này làm tại nhà. Cái này nó dễ học, dễ làm. Ái Hoa ơi, máy của chị bây giờ nó hiện lên cái số 8 thì bây giờ làm sao ta? À, hết pin đó chị. Hết pin hả? Hình như là vậy, còn không là chịu không ai quất lại rồi à, bấm nét lại một cái này cho nó tắt đi rồi bấm lại đâu thôi. Chị ơi, chị tới số 5, chị tới số 8 là quá đặc biệt. Hello, nghe nó có cái gì tới số 8 đó ấy, vâng anh, rồi mình phải reset lại máy là chạy làm facial với chị. Hello, chị võ đẹp hả? Ai có máy đẹp, ai có máy thì vô đẹp là phải đi vô làm đẹp nha. Ở nhà thấy là có tiếng cho mình đang làm chung với mấy chị nè. Mình đi từ đây lên ha. Tại sao cái này gọi là nâng cơ? Bởi vì khi nó giúp cho cái cơ mình nâng, là bởi vì mình theo cái hướng này đây. Okay. Cái da mặt khi mà mình lớn tuổi thì nó có cái chiều hướng bị chảy xệ đó, thì mình phải đi lên. Mà nếu mình muốn cho cái da mặt mình gọn thì đây là một cái cách để mà giữ cái da mặt của mình được trẻ trung. Hello anh Trân đi sáu. Anh Sáu khỏe không? Lâu quá bữa nay mới thấy kìa. Kinh doanh hay sao mà cái trán cũng nhăn nhăn. Suy nghĩ, suy nghĩ. Ok, mình đánh cái mắt mình lên nè. Tự mình đưa cái miếng mắt mình lên. Ta bảo gì ở đây, ví dụ như bây giờ cái mặt của mình, cái miếng của mình ở đây nó bị bọc. Thì mình đánh nè. Bên ai mở nhạc vậy ta? Bên hay gì chị Trinh vậy? Trinh mở nhạc. Mở nhạc gì mà dở vậy? Ồ, anh Sáu đang ở Sài Gòn hả? Chưa về Mỹ nữa à? Sao đi Sài Gòn Việt Nam lâu gì vậy? Ủa, em đang bắt nhạc mà sao bên chị Trinh còn bắt nhạc vậy ta? Nhạc ai dở thì tắt nha. Ủa? Sao bên này dở quá tắt rồi? Sao? Dở quá tắt rồi. Bây giờ mình đưa cái chân mài mình lên nha. Nếu mà mình muốn cái chân mài của mình. Dở quá tắt rồi. Thank you chị. Rồi. Đâu có biết nhạc hai đứa nó dồn lại với nhau đâu nè. Ok, mình đưa cái chân mài mình lên nè ha. Đặc biệt nha, nếu như mà mình muốn cái gì đó cầm chu vi phải không ấy hoa, cầm chu vi cái gì đó có mặt chu vi đúng không, đeo lên cái gì không biết nữa. Em vi không biết, cần ủi mấy cái nếp nhanh dùm nó được rồi. Ok, không biết chữ vi cho hả, không biết chữ vi hay là cái chữ gì, miễn sao mình cho mặt chữ gì mà không có những nếp nhanh được rồi. Ok em sao? Ok, mình thấy là cái máy nó 12 tháng 4 hả?
Ngân. Người bình thường mình xài ha. Ở Việt Nam là giới ca sĩ, nghệ sĩ xài ha. Wow. Để lên 45 độ. Cái cơ mắt, cái cơ mặt á, để chị bị chạy để mình sẽ đạt lên 45 độ. Sao của em chạy như máy bay vậy? Em xong rồi. Em xong lần đầu rồi. Cái này đặc biệt mình đừng có chạy khô. Đúng là làm đỡ đi lên. Thường con làm 3 lần một bên. Rồi dưới cổ một cái là nó hết giờ. Em làm sao mà méo một bên, không có điều tay, chưa có quen đó. Chị nên canh chạy từ, không cần chạy nhanh đâu, mà 3 lần kéo lên, ngõ một bên 3 lần, rồi xuống dưới cổ nó là hết thời gian. Yeah. Chạy mình được có 5 phút thôi, thành ra mình chạy 2-3 chỗ là nó hết rồi. Cổ nó cũng quan trọng thôi. Chà, cái chai của em nó gần hết rồi, đè không ra luôn nè, trời ơi. Xài dữ quá, xài dữ quá hết rồi luôn. Em có chạy qua đó. Em thích cái ông gái là sắp sao mở nhạc gì mà nghe không rõ, nghe nó dần dần vậy đó. Cái video nghe nó giật vậy đó, nó không biết ở bên mà. Không biết phê trên Facebook mà mấy anh chị có nghe bị giật giống mình nghe không? Nó sắp tới ngày mà phụ nữ mà bị đó, mình hay hay nổi mụn á, thì cái máy này hay lắm. Chỉ cần để lên chạy một vòng là nó không có mụn, nó không có trồi lên nữa. Ồ, hay vậy hả? Có nghĩa là trước khi mà mình ngăn chở mình dính bụng tỏi nè. Dạ, mình để ngay cái mặt ngay chỗ mụn á. Ok, có nghĩa là cái chỗ nào mà có mụn thì mình tập trung vô chỗ đó đúng không? Dạ. Là chỗ nào mà bắt đầu nó đau đó, nên chỗ ra nó bắt đầu nó không thốn rồi đó. Dạ. Dạ, ba mụn nè, sắp sửa chỗ ra nè. Uh-huh. Tập trung mình để cái đó. Ngày phùng lưỡi phùng lên. Tự nhiên ngày mai nó làm. Nó có chỗ ra. Mình làm thêm lần thứ hai nha. Mình cũng làm giống như lần trước. Lần đầu. Lần thứ hai. Để cho đều quá. Bây giờ mình chọn lần thứ hai nha. Dạ thường thì em chạy lên cái môi của em nha. Ờ, wow, đúng rồi. Cái môi nó dày lên, nó no lên, nó sắc tinh. Ok. Có nghĩa là nó cũng giúp cho cái da môi của mình tái tạo luôn không? Dạ. Ờ, nói về mới nhớ bữa giờ mình không đánh môi bằng cái lái corrector nữa nha. Dạ làm đi. Ờ, thì để chút là mình xong trước mình làm đó nè. Mình biết là máy mình sẽ xong trước mọi người. Tại hồi nãy xong tắt trước. Mình làm cho nó có lười biếng, nó không chịu làm việc nè. Làm cho nó làm việc nè. Bạn nào có máy facial spa lấy ra cùng làm đẹp với tụi Vân nhé. Cái này chắc nó muốn hết đi. Ok. Nó rụt rạc, không sao. Chị Thảo đâu ha, lâu lắm thấy chị Thảo ha. Ừ, lâu lắm chị Thảo đi làm đi đâu rồi, lâu rồi không vào làm đẹp không biết. Lần đầu thì mình, cái lần đầu thì mình làm cho mở cái lỗ chân lông ra không Vân ha? À, để lấy sạch cái bụi, cái mồ hôi, cái make up của mình ra, đúng không? Rồi cái lần thứ hai. Lần thứ nhì là nó hút ra những chất bẩn. Rồi lần thứ nhì nó hút ra những chất bẩn. Dạ. Anh rồi tới ngày ủi da mặt mà biểu không có láng được. À
ai mà xuyên ngủ thường tình ba lần là hết nếp nhăn luôn không? Còn nếp nhăn là hết luôn á. Chị Trinh, chị vào trên cái phone của chị á, chị nghe cái thử cái bên cái của em nó có bị nghe nhạc nó giật không? Em nghe nhạc giật vậy. Yêu cầu bỏ nhạc trẻ đi. Cái nhạc này nhạc trẻ chứ nó phải nhạc già đó chị. Sao nghe nó già dữ vậy trời. Nghe mỗi ngày em hình như chưa có già mà ta. Nhạc tạo động lực mỗi ngày em hả? Sao nghe nó rền rễn vậy? Mình nhanh chỗ nào thì mình tập trung chỗ đó. Mắt ai nhỏ, còn người mắt nhỏ tập trung vào mắt. Mắt nhỏ thì tập trung vào mắt. Còn cái lưỡi, còn cái mũi thì sao chị? Cái mũi to cũng đè mũi cho mũi nhỏ lại. Mũi lên, để nó sát vô cái mũi nhà mình lên. À, làm cho nó nhỏ lại phải không? Nó nhỏ lại sao thở trời, nó to quen rồi. Đừng có đánh ngược nha, đánh ngược là nó làm già hơn nữa đó. Đó, đổi nhà trẻ cho chị đó. Thank you. Nhà trẻ là nhạc rap không đó? Nhạc rap hả? Ý dạ. Yêu đời dữ không? Trẻ là nhạc rap không? Mỗi một tuần mình làm chừng một lần, hai lần khác mình bỏ ra khoảng chừng 15-20 phút mình thấy cái da mặt của mình nó có cái sự khác biệt rõ ràng. Ai tham gia đội nhóm của mình cỡ 2-3 tháng sau, 2 tuần sau là mình thấy gì khác rồi, đừng nói là 2-3 tháng sau mà chị Phương kìa coi tuần là thấy khác rồi. À, chị Phương đâu rồi? Không biết, hồi nãy hỏi mấy giờ thì bố mà sao giờ này không thấy. Đây cũng là cái cách mà để đi giảm. Mình thích cái này lắm, tại vì hồi đó mình có mấy cái vết nó hơi nâu nâu lắm. Chị mình cảnh báo mình là không có lo chữa trị là khó chị lắm đó nha. Nâu tháng hay là a spot chị? À, mình thấy nó cái vết nâu nâu, tại cái da mặt của mình nó mỏng á, rồi mấy cái chỗ mà cái vết mà cái gân đã đỏ đó, nó làm cho cái chỗ đó nó đỏ mà nhiều khi nó giống như là nâu á. Và bây giờ nó giảm nhiều lắm. Ở đó trước đây mà mình không có để makeup á, mà lúc mà mình còn trẻ nha, chứ phải già giờ đó là mình đã thấy cái mấy cái vết nâu đó rồi đó, có người nó gì chứ tôi từng bị nát. Mà mình đã bị trước rồi, mình lúc mà mình nhớ là sinh đứa con thứ hai mới có 33 tuổi chứ nhiêu. Mà mình đã thấy nó bị cái vết nâu rồi. Hiện tượng da trước tuổi đó chị. Nó đỡ, nó giảm dần. Chị em đi. Em nói rồi đó chị. Nói rồi. Hết rồi. Mình đến cái thời gian 5 phút
bây giờ em vô treo rồi đây nè. Xin okay. Chào Trung Tâm. Làm hôm nào không làm là nhớ phải chạy phải làm thôi. Mấy chị mà không vô em cũng làm một mình, em lưỡi thử em làm cho lẹ em đi ngủ. Không, mọi người, cái này không phải dành cho phụ nữ đâu nha. Nếu mà các anh mà có muốn thích đẹp mình cũng có thể làm được. Mà nếu mà mấy anh mà có ngại mà đi ra mà tiệm để làm facial thì mấy anh cũng có thể làm ở nhà bằng cách này luôn. Đẹp mà không ai biết tại sao mình đẹp. À, đừng nói ai, anh Điền nó lâu quá rồi không thấy anh Điền ha, lúc này da mặt đẹp rồi không làm nữa thầy. Lúc này hơi bận rộn, nhóm phát triển quá cho nên bận quá. Ok, đã lấy ra cái phần gel rồi thì bây giờ mình lấy cái phần nó gọi là rejuvenating gel. Trong thời gian trong lúc thời gian đợi cái đợi cái gel mình phải đi đánh cái True Face thôi. Yep, gel mask. Bây giờ mình để đều lên. Cũng massage là cho nó. Bây giờ mình thấy cái đầu mình đánh cái môi nè. Trời ơi dễ sợ không? Môi. Bây giờ đang đợi gel mà sẵn đánh luôn. Có lẽ đang bả đánh. Đến môi nè, cái đầu nhỏ nè. Hôm nay mình có bên Florida, chị Phấn, chị Muốn là Philadelphia, Ái Hoa và mình thì ở New Jersey. Bây giờ mình xong cái máy đó là bây giờ mình đã xăng rồi anh chị. Nhưng mà cái mặt nạ này nó sẽ giúp cho cái da nó săn hơn nữa. Nó giữ được cái độ săn lâu dài. Cô Vân ơi, với cái gel mask này, ví dụ như bây giờ mình sử dụng không được không nè? Được chứ. Dạ. Có nghĩa là mình rửa mặt sạch rồi rửa cái gel mask này lên đúng không? Dạ được. Mình nó hay bị khô lắm. Đây là bí quyết làm sao thức khuya mà không trẻ, không bị về cằn cỗi nào mấy chị. Mấy cái thằng không mà mọi người còn ở 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ chứ còn online nữa. Sao thức khuya dữ vậy mà tại sao mà thức khuya lại cái mặt nó phải thông tàn mà dài mới phải đúng không? Theo tôi không phải. Nhưng mà mặt mình vẫn tỉnh táo và trẻ đẹp nhờ bí quyết như thế này nè. Em nói không không có ai nhiều em là gì giống với chị em làm trong cái công việc riêng trơn. Thức khuya 20 giờ sáng cả tuần 2 tuần cũng chẳng mệt. Thức khuya mà không bị nhạc sắp tàn tạ. Đây là cái cách mà mình để nâng cái càng nha. Khi mình lớn tuổi ở đây mình bị bỏng nè, ở đây mình bị sệ cái mình làm. Hello Linh. Linh đi Việt Nam về chưa Linh? Rồi đỉnh cái môi ngắn tê tê đã thôi. Tại bây giờ cái tay của mình nó khô rồi ha. Sửa cả nhà nha, nhưng hơi bị cái gì
ông mặc được rồi. Cái mặt của mình để cho cái gel này thẩm thấu luôn. Gel này từ 3 cho đến 5 phút thôi mấy chị nhé. Thấy chứ, còn đẹp gái. Nghe chứ nói không? Nghe nha. Ok, sao chứ không nghe hả? Hả? Chị nói, mình nghe chị đã bắt ai. Sao chị nói chồng? Bây giờ đã nghe rồi. Ok. Thì sau khi mình lấy cái này xong thì mình sẽ để cái dưỡng da phải không ta? Nhưng mà mình chờ khoảng trong vòng 5 phút thôi không hả? Sao cái mặt chị hôm nay nó bóng thế? Em nghĩ chắc được rồi. Ok, thì bây giờ mình chùi cái gel này ra để mình làm sạch cái mình để dưỡng da không? Dưỡng ẩm không? Có một cái nữa đó là muốn mà cái bộ này đó mà có kết quả cao hơn đó, là thứ nhất á, trước khi mình làm facial á là mình phải uống thiệt nhiều nước, thứ nhất. Dạ. Thứ nhì đó, thứ nhì đó là mình dùng nước lọc, dùng nước lọc để lau mặt thì cái mặt mình nó lợi lạc hơn nhiều lắm. Ok, thì có nghĩa là cái trick là mình uống nước trước khi uống mình nhiều, cái điện nó dẫn mặt lên. Uống nước nhiều nó không bị khô, không bị khô da mặt mình. Nước lau để cái nước rửa hay là cái nước lọc nó dẫn điện nhờ nước. Ok, là da khi mình làm á, mình uống một nắp, một ly nước, một hoặc một chai nước thôi. Thiệt nhiều thì cái điện của mình nó mạnh, cái nguồn điện nó mạnh thì cái máy nó chạy nó nghe. Nếu mà mình nghe bíp 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 3 đến 4 tiếng bíp á, có nghĩa là cái nguồn điện trong người mình rất là mạnh. Còn nếu mà nghe một tiếng bíp có nghĩa là nó đang yếu, và phải có thể là không nghe luôn, là cái người đang quá là khô khan, không có nước mờ hay có. Nay học được cái tuyệt chiêu này. Tại vì cái điện trong người mình nhiều khi nó cũng thay đổi đúng không? Mình khi mà mình cái điện mình càng mạnh thì cái máy nó dẫn càng tốt hơn. Có nhiều người làm, anh chị làm nail đó cả ngày uống nước á. Người bị khô, người nó khô khan á thì cái máy nó nhiều lúc nó không chạy luôn, tại nó không có nước để dẫn. Nước để dẫn nguồn điện thì nó sẽ không biết luôn. Giống bữa mà ở nhà chị Hoa đó, em chạy máy không ra, mấy cái người nó bị gì luôn, các cái uống nước ít. Trời ơi, để cho mấy thùng nước, để cho mấy thùng nước rồi đó, không lo ra uống cho nhiều. Thôi làm không à, sắp đầu không đi không à, thời gian uống nước. Cái máy nó không chạy luôn, nó đứng máy luôn. Mà lấy cái máy chị Hoa, máy của em không chạy, máy chị Hoa cũng không chạy luôn. Biết chuyện gì mà về nhà nó quất lại. Nhà em nhất ngày ba chai. Tuy nhiên cũng hay khi mình làm với nhau như thế này thì mình học hỏi kinh nghiệm của nhau. Và ai có cái gì hay thì mình chia sẻ với nhau để mình có cái hiệu quả nhiều hơn.
biết có người, có người, có người lâu lâu lườm hột ném vô rất rung làm. Em hồi nãy bắt được tại trận chị. Đây là mấy ông cũng điện luôn đúng không? Có cái hũ mình bây giờ còn nhiêu nè. Anh quên đâu chạy vô chị xem like video của chị Trinh đang nói xấu. Cái này giờ nghi. Rõ ràng là Trinh còn có hai hộp thôi nha, một mình Trinh xài Trinh chưa biết mà. Giờ nó thành bị mất giờ vì ông chồng bị nghi. Xài ké luôn rồi. Không cần xài cái này đi. Còn cái này ké là không đếm được nha. Cái này mà lỡ có hộp là không đếm, mà cái kia là đếm được hộp đó. Nguy hiểm. Ai nói mấy anh không thích làm đẹp đâu. Mấy bà càng ngày càng trẻ, mấy anh không làm gì thì bị lão quá theo thời gian thì nó kỳ lắm. Hồi nãy em lên phòng em lấy đồ em thấy gì nè, ngồi gì nè. Ừ. Yeah, thấy cũng có người đang làm mặt nha. Không biết làm gì nữa mà đang làm gì. Chỉ có cái hụt đó thôi. Mai mốt lôi mấy ổng lên luôn nghe đi. Chị, lôi mấy ổng lên Facebook luôn đi. Cho mấy ổng kia là bắt chước. Rồi xong rồi, mặc xong rồi, sạch sẽ. Bị tố cáo rồi, hôm nay bị đưa lên đài truyền hình rồi. Chết chưa. Mấy ông cũng giống như là ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng vậy. Thấy hả? Cái máy chị Hiền Đình đấy thấy không? Thấy làm đẹp ham quá không? Vô làm chứng. Còn thêm cái này nữa nè, chị nào cần cái cổ nè, cái này cho cái cổ nè. Chị nào bị nhắm cổ cho cái này nghe. Mình khá là điều luôn ha. Sao màn ảnh có gì với mình không điện hoài. Yếu quá, bạn yếu. Thế chứ chị em phụ nữ mình nếu mà có cơ hội, có điều kiện á, là nên quan tâm thương mình chút xíu. Mình cứ nói mình thương người này thương người kia không mà. Mà bản thân mình không chăm sóc mình, không thương mình thì ai tin nổi mình thương người khác. Đúng không? Cho nên mình cố gắng mình làm sao mà bảo vệ nhan sắc mình chút xíu. Mình làm sao mình cố gắng mình chăm sóc một chút, ít nhất là cũng giữ lại chút xíu tuổi thanh xuân, thấy không? Để ông chồng mình không nhìn mình nó chán. Hồi nãy mình tưởng Vân nói bí quyết giữ chồng nữa chứ phải giữ đẹp chứ thôi à. Ra đường chồng phải có khác đẹp hơn. Em đã có ý đó. Chắc chắn là vậy, mấy ông xạo lắm. Sờ xài tốn tiền, cứ nói đẹp rồi đừng có xài nữa. Nhưng mà ra ngoài thấy người khác đẹp hơn là mê. Có nhiều ông chồng nói trời ơi vợ tôi hồi đó mới cưới mà đẹp rất là dễ thương. Giờ bây giờ tôi về tôi nhìn nó giống như bà sẫm quá. Đã hai đứa con rồi thấy dung nhan nó tàn tạ. Nó không có lo chăm sóc nó gì chưa, giờ tôi nhìn nó chán quá. Nhìn sao nhìn người hàng xóm thì thấy ngang hơn. Gì đẹp hơn. Giờ có người gần lên chức bà nội đang trẻ giống gái mới lớn à. Có ai bà nội vậy? Biết là ai có con trai cao hơn mình là sắp làm bà nội rồi. Bà nội mà trẻ chứ gì. Em quen nó giỡn thôi mấy chị. Nhưng mà đó là sự thật. Vì mình là người phụ nữ, mình phải chăm sóc sắc đẹp cho mình chút xíu. Mình đừng có nghĩ tới là chồng mình, bản thân của mình đó, là mình làm như vậy mình cũng feel so good. Khi mình làm vào cái da mặt của mình sau facial rồi, cái mặt của mình nó nhẹ, mà nó căng, mà nó mịn ra rồi, trời, bản thân mình cũng cảm nhận được là cái sự hạnh phúc của mình đó.
xạo vậy đó. Ông lò, ông lo muốn chết, ông xạo, ông giao rồi vô đây nghe. Có không? Không có lo đâu. Mẹ nó quầy thì mình làm sao cũng để cho chồng mình hãnh diện như mình chút chút, đúng không? Và cái đó cũng là một trong những bí quyết mà mình có thể giữ được hạnh phúc gia đình của mình. Vì chồng không chán làm sao đi ra ngoài ăn phở, đúng không? Yes. Alright, rồi cảm ơn cô Vân chia sẻ, cảm ơn tất cả các chị em ở đây mình đã cùng nhau làm đẹp tối thứ sáu. Thì đây là cái cơ hội để mình chăm sóc lấy mình. Khi mà mình đẹp ra thì mình được cái sự tự tin. Và khi mà có cái sự tự tin thì cả gia đình mình cũng tự tin, tự hào. Có nghĩa là có một người trong gia đình, một người mẹ, một người vợ. Có nghĩa là con cũng đẹp gái. Thì đây là cái điều mà nhắn gửi cho tất cả mọi người. Thì không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết cách làm đẹp cho mình mà thôi. Hoặc là không muốn làm đẹp cho mình mà thôi. Một khi mà là mình muốn là mình có thể, mình làm được. Và đây là cái dịp để chúng ta cùng nhau làm việc, làm đẹp, cùng nhau học hỏi, cùng nhau chia sẻ. Và mình xin hẹn gặp lại các anh chị trong chương trình Facebook Live của chị em tụi mình cùng nhau làm đẹp vào tuần sau. Mình có cái chương trình mỗi thứ tư và mỗi thứ sáu. Và mình cũng còn nhiều chương trình hơn nữa, nhưng mà đây là cái lúc mà mọi người cùng nhau tập trung về để mà mình làm đẹp cho nhau. Rồi xin cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người tuần sau nhé. Rồi, cảm ơn chị Trinh. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà buổi tối ngủ ngon. Chúc cả anh chị Việt Nam làm việc vui vẻ. Thì trong đó rất là nhiều anh chị Việt Nam nha.